Hello everybody, how are you? Ok, chào mừng quay trở lại kênh của mình nha. Và tiếp tục là test game thôi. Và bây giờ là dòng sản phẩm mới tiếp theo mình test game. Đó chính là VS Master. Thì con này mình có test liên quân cũng như mở hộp nó rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục test búp nha. Mình sẽ test búp trên VS Master. Ok các bạn, trước khi test búp thì vẫn là những màn quen thuộc, đó là giới thiệu về sản phẩm thôi. Thì con này sử dụng màn hình giọt nước 5.7 inch, công nghệ màn hình IPS LCD HD cộng nha, chạy hệ điều hành Android 9.0, được hỗ trợ bởi chip Qualcomm Snapdragon 2154 nhân, tốc độ 1.3 GHz, đồ họa Adreno 308. Con này thì RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và có khe hỗ trợ thẻ nhớ lên 256GB. Thiết kế nguyên khối bằng nhựa, dày 8.6mm và nặng 144g. Thì con này rất là nhẹ nha anh em. Con này thì nhỏ nhắn, xinh xắn và nhẹ nhàng. Pin thì 3000, pin chuẩn lithium 2000. Thì mình có làm video test game con VS Master, cũng là cùng dụng sản phẩm với con VS Master và cũng ra mắt cùng với VS Master luôn. Thì con đó giá là 1.390.000. Thì theo mình các bạn nên bỏ thêm khoảng 600.000 nữa là 1.990.000. Mình mua thêm con VS Master này, mình chơi game. Ok, và hôm nay mình sẽ test búp cho anh em nha. Test búp. Con này thì nhìn khá là nhỏ nhắn và xinh xắn, rất là nhẹ luôn, chỉ có 144g thôi. Và màn hình chỉ có 5.7 inch. Đây là dòng sản phẩm tầm thấp của VS Master, cạnh tranh với Oppo A1K, Vivo i91C, Samsung A10, Samsung A10s, cũng như là chín dòng trong phân khúc nó luôn là VS Master Joy OnePlus, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Búp Mobi trên VS Master. Thì mình chọn đại thôi nha, chứ không phải mình sinh năm 72 đâu đó, mình còn trẻ lắm. Mình là 2002. Con này thì chạy chip Qualcomm Snapdragon 2154 nhân 1.3 GHz. Ok, vô game rồi. Ok, mình sẽ thoát ra, mình thử coi con này vô game búp thì mất khoảng bao nhiêu lâu nha anh em. Ok, vô búp nha. Bây giờ là 4 phút 30 giây. Ok, vô 4 phút 30 giây. Để mình coi con VS Master này vô game búp thì mất khoảng bao nhiêu lâu. Ba mươi giây đã trôi qua.
30 giây tiếp theo đã trôi qua là 1 phút rồi. Ok, chính xác là khoảng 1 phút nha anh em. 1 phút để vô búp trên con Vetmaster nha. Ok, đặt coi. Đồ họa. Đồ họa mức cân bằng nha. Không lên được HD. Bởi vì RAM có 2GB mà sẽ lên được HD. Ok, mình sẽ test ở chế độ vô cực, ở chế độ đối kháng trước nha. Ok, vô thôi. Chơi búp Mobi trên Vetmaster, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, chip Qualcomm Snapdragon 215, 4x103GHz. Ok, tình hình giật lag thì không được cải thiện miếng nào. Ok, vô trận rồi. Em bé gái này bắn ghê quá. À, em mới thích mình hay sao? Cắm mình vô bắn không gì trời. Tình hình này không ổn rồi. Ngóc đầu ra lên đường rồi. Mình cũng giết được một người đó chứ, đâu phải giỡn đâu. Hai mạng. Ok, con này lúc đầu vô chơi thấy khá lắc nha, nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy ổn định rồi đó. Ghê quá. Cao thủ không? Ấy, nhỏ lì dữ ta. Bắn dây mà không chết. Chờ. Ô, chơi vậy sao mà biết được trời. Mày láo hả con? Rồi. Bị tiêu diệt rồi. Trời ơi, sao mình cứ ra nó bị tàn sát kìa trời. Má mấy con này. Nè ơi, trời ơi, nó còn nằm dưới đường. Nè ra. Không cho mình đi luôn chứ. Rồi xong. Lắc quá trời quá đất luôn. Cái con nhỏ này nó nằm đó mà không làm ăn được cái gì, nằm phai can ra. Để mấy kia vô quốc hay sao á. Trời
Trời, thì mình đúng là một con gà, mình chấp nhận. Các bạn ơi, tệ quá. Con này nằm đây hoài. Con đít bự đó. Ghê quá, tụi này bắn ghê quá. Nhưng chúng nó là người một nhà thì phải. Trời, mắt sao đi đâu thấy bồ nó không mà. Trong cái sân nhà mình mà gặp bồ nó không mà. Cái con điên này. Mẹ nằm nó không làm ăn được cái gì vậy. Con này không có tương lai rồi. Tương lai thú địch rồi. Tính ra mình cũng giết được một mạng chứ. Bộ mình chắc khô rồi nên mình qua đây mình cống hiến cho nó luôn. Ủa sao không thấy bộ nó có ai hết ta. Ba mạng. Trước khi kết thúc hàm ngày mình cũng giết được ba mạng nha. Giết được ba mạng quá thiệt chứ. Ok, thì con này ở chế độ vô cực bắn đối kháng thì cũng khá là lắc nha anh em. Lên cấp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ bắn xếp hạng nha. Dòng Vesmart thì có một sản phẩm là tầm RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Đó là dòng sản phẩm Vesmart Joy OnePlus. Thì hôm qua có một khách đến hỏi mình là mua Joy OnePlus RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Thì mình có giới thiệu con này cho vị khách đó. Nhưng mà vị khách đó kêu là con này chạy chip Snapdragon có 215 thôi. Trong khi Vesmart Joy OnePlus RAM 2GB, bộ nhớ 16GB là chạy Snapdragon 430. Nên họ đã quyết định mua con Joy OnePlus và không mua con này. Bởi vì con này chạy chip Snapdragon có 215 thôi. Thì nãy giờ mình test thì anh em phải thấy đúng không? Giật lắc cũng khá là nhiều. Tại sao Vesmart lại không lấy chip của con Vesmart Joy OnePlus RAM 2GB ra để sử dụng cho con này thì sẽ rất là ngon. Con Joy OnePlus RAM 2GB đó thì giá chỉ có 2.190.000 thôi. Hơn con này khoảng 100.000 à. Cũng RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và chạy chip Snapdragon 430. Rẻ hơn có 100.000 thôi. Và con đó thì nó có cảm biến vân tay ở đằng sau nha. Con Joy OnePlus RAM 2GB có cảm biến vân tay ở đằng sau. Còn con Vesmaster này thì mình không thấy. Theo như mình đánh giá thì dòng Vesmart ra mắt năm 2019 này để thay cho những sản phẩm cũ của Joy cũng như là Active thì mình chỉ thấy có dòng Line là rất là ngon, có nâng cấp, có đầu tư nâng cấp. Còn mấy dòng tầm trung bình như là con Bi hay là con Star này thì mình cảm thấy cái chip của nó hình như có vẻ đi thụt lùi xuống. Con Bi thì sử dụng chip MediaTek. Còn con Star này thì lại sử dụng chip Snapdragon, nhưng mà Snapdragon có 215 thôi. Theo như mình thấy thì cái dòng sản phẩm tầm trung của Vesmart năm nay có vẻ đi xuống. Còn những dòng sản phẩm như là Line thì mình cảm thấy rất là ngon. Nó được nâng cấp chip lên từ 660 lên 675, rất là ngon các bạn. Đó là ý kiến của mình thôi, còn tùy các bạn trải nghiệm nha và góp ý kiến. Nếu các bạn cảm thấy mình không nói không hay hay là mình sai chỗ nào thì comment cho mình nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến rút kinh nghiệm. Mình vừa test ở chế độ vô cực xong và bây giờ mình sẽ test ở chế độ bảng xếp hạng nha anh em. Ghê quá. Nó bắn mình rồi các bạn ơi.
Có súng rồi. Ông nội cha nó ra dứt nó liền. Ê! Mày bắn tao xong mày chui vô đây hả mày? Lấy đồ của em này xài thôi. Yes, ngon lành canh đào. Trời, nó giật dữ trời. Anh em lại thấy đúng không? Lắc vải trượng luôn. Thật sự luôn, là dòng sản phẩm Vetmat mà những cái con tầm 5 triệu trở lên thì mình thấy rất là ngon. Còn những cái con mà 1-2 triệu á thì rất là tệ luôn. Mình sẽ kiếm thêm vài đứa nữa mình bắn thử cái con này chơi sao. Chủ lật lắc quả trưởng luôn. Nói chung là con V-Master này chơi game thì cũng ok. Không ở mức ngon nhưng mà cũng chơi tạm ổn. Được. Gì vậy? Chạy đâu em? Em bắn người ta xong em bỏ chạy vậy hả? Nhắm vô đích nè. Thật đạn. Tự mạng luôn. Trời ơi, nó giật. Màn hình nó giật kìa. Khiếp coi có gì ngon chơi không. Trang phục gấu trúc. Ok được. Chạy ngay đi trước khi bọn giật xâm lưng tôi. Chạy ngay đi. Tăng. Ngộ Không đang đi tìm sư phụ. Không biết sư phụ ở đâu rồi. À, thấy cái nhà cầu rồi, vô đi ý thôi. Ok, mình vừa test búp trên con Venmaster nha. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, chạy chip Snapdragon 215. Thì mình chơi cảm thấy cũng rất là ok thôi. Đó là đánh giá của mình thôi nha, còn tùy anh em. Ok, cảm ơn em đã coi video của mình nha. Nếu cảm thấy hay đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình và đón xem những sản phẩm tiếp theo nha.
Và nếu không hay thì cứ comment cho mình, mình sẽ tiếp thu ý kiến đúc kinh nghiệm nha. Ok, về Master. Chơi búp. Ok, tạm biệt anh em.